Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đã lâu mà chưa chính thức làm phó thường trực Trần Lưu Quang tìm sang Trung Quốc. Ông Trần Lưu Quang kinh qua rất nhiều chức vụ nhưng chưa có chức vụ nào ông ta ngồi tròn một nhiệm kỳ. Chức phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông ngồi được 4 năm 40 ngày. Chức bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông ta ngồi được 3 năm 211 ngày. Chức phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, ông ta ngồi được 2 năm 66 ngày và chức bí thư thành ủy Hải Phòng, ông ta ngồi được có một năm 248 ngày. Và giờ đây là chức phó thủ tướng, ông ta mới ngồi được có 219 ngày. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, việc đánh giá năng lực của lãnh đạo ít nhất phải trải qua một nhiệm kỳ. Quản lý đất nước mà chưa hết nhiệm kỳ đã nhảy việc, thì đấy không phải là lên chức do năng lực, mà là do sắp đặt. Ông Trần Đô Quang thuộc nhóm người có lý lịch bất minh. Tương tự như Võ Văn Thưởng, Phan Văn Khải, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tân Dũng, nông đức mạnh, vân vân. Ông Trần Lưu Quang đi Trung Quốc. Ông Trần Lưu Quang vào chính phủ là một trường hợp ông đã vào tay áo. Ông đang nhắm đến chiếc ghế thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Nếu đến cuối nhiệm kỳ Trần Lưu Quang lên thủ tướng và Vương Đình Huệ lên tổng bí thư thì xem như Phạm Minh Chính trắng tay. Cho nên Phạm Minh Chính cũng cần lưu ý đến cấp phó của mình. Hình thức bên ngoài thì là phụ tá nhưng bên trong lại đang tìm cách đoạt ngồi. Ông Trần Lưu Quang được quy hoạch thay cho ông Phạm Bình Minh trên thực tế, nhiệm vụ của quyền hạn của ông Trần Lưu Quang là Phó Thủ tướng thường trực nhưng vẫn chưa được công bố chính thức. Để được chính thức làm Phó Thủ tướng thường trực thì cần phải vào Bộ Chính trị trước đã. Lẽ ra của hồi cuối tháng 5 vừa qua, khi diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 7 thì Trung ương Đảng sẽ bầu bổ sung người vào Bộ Chính trị. Nhưng do các bên răng co không ngã ngũ nên Trần Lưu Quang chưa thể được bầu bổ sung. Hơn ai hết, ông Phạm Minh Chính cũng ý thức rằng nếu để Trần Lưu Quang tiến lên một bước thì ông lại khó khăn hơn một ít. Và có lẽ bản thân ông Trần Lưu Quang cũng có ý thức được việc bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và được chính thức thực thừa nhận là Phó Thủ tướng thường trực nó sẽ mang tính sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông ta. Và câu hỏi đặt ra là vậy nước cờ của ông Trần Lưu Quang là gì vậy? Ông Trần Lưu Quang và ông Vương Nghị của Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 8, nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Lưu Quang sang Vân Nam gặp ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc ông trần lưu quang là phó thủ tướng phụ trách ngoại giao tuy nhiên việc gặp bộ trưởng bộ ngoại giao của trung quốc thì cần cử người đồng cấp với vương nghị là bùi thanh sơn chứ sao lại để ông trần lưu quang đi ông trần lưu quang đang tìm kế thế lực đỡ đầu để mà vào bộ chính trị để chính thức trở thành phó thủ tướng thường trực điều đó thì đã quá rõ tuy nhiên ông phạm minh chính là người rất giỏi đọc trận đấu nên việc tiến lên ghế phó thủ tướng thường trực của ông trần lưu quang cũng gặp trục trặc không hề nhỏ và liệu rằng sau chuyến đi tàu lần này về, tước hiệu chính thức trong Trần Lưu Quang có được ban cho hay không thì vẫn phải chờ. Trò chơi chính trị ở chính trường rắc rối, không phải cứ đi cầu viện binh là sẽ đạt được mong muốn. Mặc dù trước đây ông tổng bí thư đã làm điều đó thành công, ông Phạm Minh Chính đang bị kẹp giữa hai gọng kìm Vương Đình Huệ và Trần Lưu Quang. Ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc là ngoại giao giữa hai đảng chứ không phải là ngoại giao giữa hai nhà nước. Đảng đứng trên đầu nhà nước nên việc các đại diện ngoại giao của Việt Nam đi công du là mang theo thông điệp của Đảng để mà trao đổi. Vấn đề là ông Trần Lưu Quang mang theo thông điệp gì của ông Nguyễn Phú Trọng để trao đổi với bên Trung Quốc và ông Nghị đem theo mệnh lệnh gì của ông Tập Kinh Bình để mà dặn dò truyền đạt lại cho ông Trần Lưu Quang. Đã lên đến Phó Thủ tướng nhưng Trần Lưu Quang thì ắt có tham vọng làm Thủ tướng. Trần Lưu Quang là ngôi sao đang lên thế lực đỡ đầu cho Trần Lưu Quang muốn ông ta xoán ngôi Phạm Minh Chính. Mũi tấn công từ Trần Lưu Quang, mũi tấn công từ Vương Đình Huệ cùng lúc chĩa vào Phạm Minh Chính thì đúng là đòn hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả sau đó sẽ ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đã lâu mà chưa chính thức làm phó thường trực Trần Lưu Quang tìm sang Trung Quốc. Để hất được đối thủ lớn nhất, Huệ Vương cần thuyết phục Đức nhà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện nay đảng cộng sản việt nam đang khẩn trương hết sức trong khả năng có thể để mà thuyết phục phía đức đồng ý cho dẫn độ nguyễn thị thanh nhàn ông phó ban nội chính trung ương cho biết như thế tuy nhiên cái khó cho chính quyền của đảng cộng sản việt nam là việc xét xử vắng mặt một bị cáo thì liệu bản án đấy có được phía đức thừa nhận hay không tư pháp của việt nam chỉ là tư pháp công cụ ông tổng bí thư ra lệnh cho tòa xét xử thì tòa xử thôi mà đã là tư pháp công cụ thì tất cả đều không thể tin tưởng xét xử vắng mặt thì liệu bản án có được phía Đức chấp nhận cho dẫn độ hay không? Chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào mà trong nước chưa tỏ nhưng ngoại nước ngoài đã tưởng. Ở nước ngoài tiếp cận thông tin về bà Nhàn không phải là từ những vụ án kinh tế đấu thầu ở các tỉnh mà họ biết về bà Nhàn như là một trung gian mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và cơ quan mật vụ Israel. Thông tin này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam bưng bít hoàn toàn với người dân ở trong nước ngoài ra từ nguồn tin riêng cho chúng tôi nhận được bà nguyễn thanh nhàn còn tranh phần của hai ông lớn chuyên nhập khẩu vũ khí cho bộ quốc phòng đó là tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp vạn xuân vasuco và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng ks điều đáng nói là một doanh nghiệp tư nhân mà có thể chen chân vào thị phần của các công ty thuộc bộ quốc phòng ai đã đưa bà nhàn vào thị phần này nếu bắt được bà nhàn thì những người này sẽ bị liên thớt là điều khó tránh khỏi phía chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam xác định là hợp tác quốc tế để dẫn độ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai là người đi du thuyết để thuyết phục phía Đức đầy? Theo tờ nhật báo Thát thì bên Đức đã từ chối đề nghị dẫn độ của bên phía Việt Nam. Nên hiện giờ làm sao thuyết phục họ cho được? Hiện nay chỉ mới nửa nhiệm kỳ trung ương, nhưng đảng cộng sản đã cho mở cuộc chạy đua giành chiếc ghế cho nhiệm kỳ sau. Tuy nhiên, cuộc đua mới chỉ ở cấp ủy viên trung ương đảng còn cấp ủy viên bộ chính trị và tứ trụ thì vẫn chưa ngã ngũ. Ngày nào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn an toàn thì ngày đó ông Phạm Minh Chính còn trụ vững, không ai có thể lay chuyển được. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo ông Vương Đình Huệ sẽ thăm Đức vào tháng 9. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, trên trang fanpage của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đăng thông báo Chúng tôi vui mừng chờ đón chuyến thăm Đức của Ngài Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào cuối tháng 9 tới và đã cùng tiến sĩ Đôn Tuấn Phong Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội chuẩn bị cho chuyến thăm này. Không biết chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ đến Đức vì mục đích gì, liệu rằng ông Huệ có đến Đức để mà thuyết phục phía Đức cho dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Bởi việc dẫn độ bà Nhàn có liên quan đến cán cân quyền lực trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Tham vọng của ông Vương Đình Huệ là chức tổng bí thư nhiệm kỳ tới, nhưng nếu không quật đông Phạm Minh Chính thì vẫn có thể đó là tiềm ẩn nguy cơ thất bại. Ở đại hội lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ từng thua trắng bụng trước Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế thủ tướng. Một ông từng giữ chức phó thủ tướng mà để thua một ông từ ban tổ chức trung ương chạy sàng. Tương lai chức tổng bí thư đối với ông Vương Đình Huệ vẫn chưa chắc chắn. Đã là một trụ mạnh trong tứ trụ, nếu không cạn nắm công an thì phải nắm được quân đội, không nắm hết được quân đội thì cũng phải nắm một phần trong đó. Hiện nay ông tổng bí thư nắm được công an và một phần trong quân đội. Ông Thủ tướng cũng nắm một phần trong quân đội và quan trọng là ông Thủ tướng nắm được Tổng cục Tình báo của quân đội, tức là Tổng cục 2. Cho nên bè đỡ ông Thủ tướng là rất khó nếu không tóm được bà nhàn. Ông Vương Đình Huệ hiện nay chỉ dựa bóng Tổng Bí Thư. Về thực lực thì ông Huệ còn xa mới bằng được ông chính. Nếu không thuyết phục được Đức để dẫn độ bà nhàn thì ngay cả ông Tổng còn bó tay trước ông Thủ tướng chứ nói gì để đông Chủ tịch Quốc hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin để hất được đối thủ lớn nhất, Huệ Vương cần thuyết phục Đức nhà Nguyễn Thị Thành Nhàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de